Chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đến bất kỳ một cái ủy ban nhân dân phường, các bạn sẽ thấy ở phía trước nó có một cái bảng thông báo. Thì có lẽ do đặc tính nghề nghiệp cho nên tôi thường hay quan sát rằng cái nơi đó họ ghi gì. Thì thông thường thì ngoài cái một số cái biểu mẫu về trích sao, trích lục, hộ tịch, về hành chính, về đất đai, thì có một cái bản riêng đó gọi là giấy triệu tập đơn sự hoặc là niêm yết bản án. Thì hôm nay luật sư Thu Đoàn muốn đưa cho quý vị và các bạn niêm yết bản án là gì? Là trong trường hợp cái người bị đơn đó họ không đến tòa thì tòa phải có một cái thủ tục gọi là niêm yết công khai về thời hạn, về trình tự thủ tục, thì tí nữa luật sư Thu Đoàn sẽ đưa cho quý vị và các bạn xem. Tuy nhiên việc niêm yết công khai đó rất là quan trọng để cho tất cả mọi người, cái người mà không đến tòa đó, họ biết được rằng trong cái bản án của cái ông tòa tuyên như vậy họ bị thiệt hại, hoặc thậm chí họ biết nếu như trong trường hợp họ không có mặt, các bạn ha. Thú thật với quý vị và các bạn, trong cái quá trình mà làm hồ sơ thì nó có một cái giai đoạn là niêm yết. Tuy nhiên thì cũng ít lắm các bạn. Tuy nhiên một số vùng quê, nếu bất kỳ một cái bản án nào được niêm yết thì khi các cái gọi là người dân họ đến, họ xem thì họ sẽ được xem nhà bà A có niêm yết là vắng mặt tại nơi cư trú, nhà bà B có niêm yết là tranh chấp hợp đồng vay tài sản chẳng hạn. Hôm nay thì trong cái chương trình này tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn hai cái quy định của pháp luật theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Thứ nhất là điều 178, thủ tục cấp tống đạt thông báo trực tiếp cho cơ quan tổ chức. Thứ hai đó là thủ tục niêm yết công khai. Qua mỗi một cái hồ sơ thì tôi vẫn đưa cho quý ông bà, cô bác, bạn chị những cái thông điệp dù nhỏ nhất. Còn cái việc đọc luật thì tôi muốn phổ cập cái kiến thức pháp luật và cả bằng tiếng Việt vẫn là tiếng Anh. Kính mong quý ông bà, cô bác và anh chị hưởng ứng và tặng quý ông bà, cô bác và anh chị như một món quà. Và đây là điều 178, thủ tục cấp tống đạt thông báo trực tiếp cho cơ quan tổ chức. Ở đây có hai khoản các bạn ạ. Trường hợp người cấp tống đạt thông báo là cơ quan tổ chức thì văn bản tố tụng phải được giao trực tiếp cho người đại diện theo pháp luật hoặc người chịu trách nhiệm nhận văn bản của cơ quan tổ chức đó phải được những người này ký nhận. Trường hợp cơ quan tổ chức được cấp tống đạt thông báo có người đại diện tham gia tố tụng hoặc cử người đại diện nhận văn bản tố tụng thì những người này ký nhận văn bản tố tụng đó, ngày ký nhận là ngày được cấp tống đạt thông báo. Trường hợp người được cấp tống đạt thông báo từ chối nhận văn bản tố tụng hoặc vắng mặt thì thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 của điều 177. Điều 177 nói về cái trình tự thủ tục cấp tống đạt thông báo trực tiếp cho cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, đó là điều 178 và tiếp theo là điều 179 là thủ tục niêm yết công khai. Chúng ta sẽ xem cái quy trình niêm yết công khai như thế nào nhé. Việc niêm yết công khai văn bản tố tụng được thực hiện trong trường hợp không thể cấp tống đạt thông báo trực tiếp văn bản tố tụng theo quy định điều 177 và điều 178 của bộ luật này. Việc niêm yết công khai văn bản tố tụng do tòa án trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người có chức năng tống đạt hoặc ủy ban nhân dân cấp xã nơi đương sự cư trú, nơi cơ quan tổ chức trụ sở theo thủ tục sau đây. Nó có 3 loại các bạn ạ. Thứ nhất là niêm yết bản chính tại trụ sở tòa án, ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của cá nhân, nơi có trụ sở hoặc trụ sở cuối cùng của cơ quan tổ chức được cấp tống đạt thông báo. Niêm yết bản sao tại nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của cá nhân, nơi có trụ sở cuối cùng của cơ quan tổ chức được cấp tống đạt thông báo. Lập biên bản về việc thủ tục niêm yết công khai, trong đó phải ghi rõ ngày tháng năm thông báo.
Thời hạn niêm yết công khai văn bản tố tụng là 15 ngày kể từ ngày tuyên án, kể từ ngày niêm yết. Vì sao luật sư Thu Đoàn hay nhầm lẫn ngay chỗ này? Tại vì trong cái phần giới thiệu, trong cái phần mà phần hỏi ban đầu thì bản án của Tòa án Nhân dân huyện Hóc Môn, Tòa án Nhân dân quận 3, Tòa án Nhân dân xét xử sơ thẩm thì có thời hạn là 15 ngày. Các bên có quyền kháng cáo chẳng hạn. Thì nếu trong trường hợp đương sự vắng mặt thì sẽ được niêm yết ở nơi thường trú để cho đương sự được biết, hoặc là có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày. Thì tôi lại hay quên và sử dụng là kể từ ngày niêm yết. Thank you for listening. Article 170A, procedure for direct insurance, sending or notification to agency organization. Where the person to whom the procedural document are issued, send or notify agency organization, the procedural document must be delivered directly to their representative at law or the person responsible for the receipt thereof, who must sign the receipt. Where the agency or organization to which the document issued, send or notify, have their representative to participate in civil procedure or to receive the procedural document, such a person shall sign for the reception thereof. The day of signing for receipt shall be regarded at the day of insurance sending or notification. If the person to whom the procedural document are issued, sent or notified, refuse to receive such document or absent, provisional as last 4 and 5 Article 177 of this code shall be complied with. Article 179, procedural for public posting. 1. The public posting of procedural document shall be carried out. The procedural document cannot be issued, last sent, last notified, as prescribed in Article 177 and 177A of this code. 2. The public posting of procedural document shall be conducted by the court directly for procedure. A. Posting the original of the procedural document at the office of the court or the communal level people committee of the locality where the person to whom the document are used, sent or notified, reside or reside last, or where the agency last organization to which the document are issued, sent or notification, are headquarter or headquarter last. B. Posting the copy thereof at the place of resident or last resident of such person to whom the document are issued, sent or notified, or at the headquarter or last headquarter of the agency organization to which the document are issued or sent or notified. This. C. Making record to the public posting procedure, clearly stating the day and posting. 3. The duration for the public posting of procedural document in 15 days after form the day of posting. Article 180, procedural for announcement of the mass media. 1. The amount